nhậu vô dội á là ăn vô. Đây là trái thần kỳ nha quý vị. Lần đầu tiên mới thấy luôn á. Cái này không phải. Nó là cái gì? Cái hộp của nó có bự vậy. Ăn chưa? Đâu có hộp không? Có hộp. Hộp nó có cái vỏ với cái hộp không? Nó có vỏ với cái hộp. Rồi nhai hết chưa? Rồi miếng canh nè. Rồi nhai hết chưa? Rồi nhai hết miếng canh nè. Chưa. Thì nghe cắm. Nghe rồi chưa? Nghe rồi. Nghe rồi ăn được rồi. Trời ơi nó chua. Cái này thằng kia giả vậy không nổi. Giả hả? Giả không. Làm vậy? Hồi nãy chưa thấm á, chưa có tác nghiệm á. Không phải tao quất rồi. Nó mèo. Cái gì? Không có mèo quất cái nó mọt ngay vậy đó. Kì hả? Không. Bạn cho biết cảm tưởng của bạn cảm giác thế nào? Chua chua chắc nó chua chua. Chua chua hơi có vị hơi là lạ. Thử cái này đâu miếng chanh rồi. Thử miếng chanh, miếng chanh này. Nhả hộp chưa? Chưa. Nhả ra hết đi. Để cho nó thấm chứ. Nhả hộp luôn hả? Nhả hộp ra hết chưa? Đi rồi. Đang quen đi hả? Không nhả hộp đâu. Để cho nó thấm cái lưỡi ra nó mới có tác dụng. Tới là chắc me đó, cũng me cái đó độ chanh chua còn dữ hơn chanh nữa đó. Đây là cái hộp. Tôi nói nè. Hộp với vỏ nè. Để lại. Em mình ngày qua xin xin đâu nó đưa cho chừng định chục cây cái sáng bỏ ngoài nắng nó quên còn thử lên nó sao nào ngoài xuống xin lại nó thấm cái để mới ăn quá nó chưa chạy vô chưa cái nào ăn vô giật giật chết luôn mà từ từ ha những cái nhiều ngọt như đường như chạy chắc nó không có độ chua nó mất độ chua luôn á. Phải thiệt, thiệt, phải đúng rồi, đúng rồi, thằng phải rồi đó. Rồi cái đó. Tại nãy anh ăn nó chưa thấm. Mày sao? Ngọt. Im không? Ta thử rồi. Đúng là trái thần kỳ rồi trời. Mày uống. Uống bia vô nó ngọt nữa nè. Bia vô ngọt không? Ngọt, ngọt. Ngọt như cái chanh này ăn như đường vậy đó. Kỳ thiệt chứ. Đã trời. Mà nó ngọt mấy cái kia nguyên đêm luôn. Uống bia đúng rồi. Bia ngọt luôn hả? Ngay luôn á, mà giờ ông thử coi, thiệt. Mà không ai găng nha. Không ai găng. Không, ngày sáng là sao không ai găng luôn nữa. Rồi. Đúng là cái thằng kỳ rồi.